Thưa quý vị, học sinh cấp 1 ở Hà Nội bắt đầu trở lại trường trong niềm vui hân hoan háo hức. Cha mẹ cũng mừng rỡ vì con thoát được cảnh đối diện với máy tính để học online, thoát được áp lực vô hình cho cả người học và người giám sát. Tuy nhiên, áp lực không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác. Nỗi lo ở nhà giảm thì căng thẳng lại tăng ở trường học. Các giáo viên phải rất vất vả để xem lại nét chữ, để nếp học tập của học sinh lớp 1 lớp 2. Gần 100% học sinh tiểu học ở Hà Nội đã đến trường trong không khí vui tươi phấn khởi. Mặc dù đâu đó còn những nỗi lo dịch bệnh, nhưng các em đã được đi học trở lại, nhiều trường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều học sinh lớp 1 đã quên cách đánh vần, chữ viết nguyệt ngoạc, nề nếp phải rèn lại từ đầu. Có lẽ đã quá quen với việc được tự do thoải mái, tự giác, ít khi kỷ luật khi ngồi học ở nhà, nên việc được đến trường dù được gặp bạn bè nhưng cũng không tránh khỏi những lạ lẫm cần thời gian thích nghi, đặc biệt là ở khối lớp 1. Lứa tuổi chuyển từ mầm non lên tiểu học giai đoạn chuyển giao ở đây bỡ ngỡ, lại đúng vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng nên trẻ phải tham dự khai giảng online. Thậm chí nhiều phụ huynh cũng lúng túng trong việc tham gia các ứng dụng học trực tuyến, không đăng nhập được liên kết nên nhiều trẻ cũng mất luôn khai giảng. Thật sự là một sự thiếu thốn đáng tiếc. Việc được tham dự một lễ khai giảng chính thức là điều tất cả mọi người đều mong muốn, chứ không riêng các con. Vậy mà tâm trạng hào hứng ngay tự trường phải tới tận ngày 6 tháng 4 các con mới cảm nhận được. Trong giờ học, cô giáo phải nhắc các con từ tư thế ngồi đến cách cầm bút cô giáo phải đi từng bàn, cầm tay từng em để nắn nót nét chữ cho các con. Những thứ mà các con đã được dạy từ lâu, nhưng từ những giáo viên bác đắc dĩ, cha mẹ, chứ không phải từ các thầy cô giáo. Có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để các con làm quen với việc học trực tiếp, nên áp lực cũng nặng thêm cho hoạt động giảng dạy, đặc biệt là những trang giấy trắng như học sinh lớp 1. Vốn đã quen với việc vui chơi chạy nhảy, nên giờ học nhiều đứa trẻ mong đợi nhất là môn thể dục. Không phải chịu gò bó một chỗ yêu cầu sự kiên nhẫn cao, thứ mà ít trẻ nhỏ nào làm được. Sau nhiều tháng chỉ biết màn hình máy tính, giờ đây việc rèn luyện thể chất cho các em cũng được các nhà trường chú trọng. Bên cạnh hoạt động thể thao, giờ ăn cũng là khoảng thời gian các con mong chờ nhất. Giờ cơm đến, 1.200 suất ăn cho các cháu ở trường tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được chuẩn bị tươm tất. Nhà trường đã liên kết với công ty ngoài tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn của trường. Ngay sau khi học sinh quay trở lại trường, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức ăn bán chú cho toàn bộ các trường trên địa bàn. Những điều cơ bản như là tự xếp gọn đồ ăn sau khi ăn đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể, tạo một nền nếp mới cho học sinh khi tham gia lớp học. Đây được coi là thời gian vàng để củng cố, ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học đặc biệt này. Những bước chân đầu tiên và một môi trường mới đầy tính kỷ luật, yêu cầu cao sự tập trung và nghiêm túc, chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn cho chính các con, gia đình và nhà trường đây cũng là giai đoạn tiền đề vô cùng quan trọng nên áp lực của các thầy cô giáo người trực tiếp giảng dạy là không nhỏ vì vậy bố mẹ hãy cùng chia sẻ với thầy cô và động viên khích lệ tinh thần các con thật nhiều quý vị nhé